xin kính chào tất cả cô chú chị. Hôm nay nhà xin bày sẽ gửi cho cô chú anh chị một vị trí đất ở bên cầu Hồng Nẵm. Đây là một vị trí đất bên cầu Hồng Nẵm. Đây. Trên giấy thì các đang hiện là 11.200 m² ở đất hữu cư, còn đất cây lâu năm. Hiện trạng thực tế trên đất là có hai cái ao này, cái ao bên đó, hai cái ao. Phía mặt tiền sông này là 150 m, tiền sông hậu 150 m. Cái mấy bên sông đó là lộ năm sông hậu ha. Vị trí đất này là chiếm hết 80% là ao rồi cô chú anh chị. Đây, gần rất rõ ràng. Đây cũng là xây bể bê tông. Mình đâu không có xây, bám theo cái diện tích á, diện tích bên này như vậy. Đi theo đường này thì hẳn là đồ đạc. Có theo bờ giữa, bọc bên này chắc là như là ha. Đây, đây là sông. Đây là chỉ có người giữ vừa dưới đất thôi, đất ở đây có đất mà. Rồi vị trí này thuộc ở bên còn không nằm huyện kế sách Sóc Trăng ha. Trên giấy đó là diện tích nhà bị biến diện và hộ cư là 1.200, còn lại là đất cây lâu năm. Gió rất là mát luôn của chú chị. Không, mấy bên đó là máy dầm của chú chị. Tất cả cô chú nhìn đây như là vừa cát đá nè, nuôi tôm cá, nuôi tôm nuôi cá. Đây. Đây, tiền, xong rồi sau đó chúng ta đi lộ nhỏ vô, đó là lộ cỡ 1.5, lộ cỡ 1.5 nha. Thì hiện tại có một cái nhà nè cho người giữ dân ở. Chúng ta đi lại đầu đẳng, gần cái cạnh đầu đẳng nha. Cái ao này sâu dữ không anh? Thì nếu từ mặt nước này xuống dưới còn cỡ bao nhiêu nữa anh? Cỡ 5 mét chứ gì? 5-6 mét thôi. Mới nghỉ nuôi cá ở đây hay sao? Dần cái năm nay à? Trời ơi. Này dẫn anh chị qua còn chơi trước giờ nhà đất bên bên lò xe đó đất liền không nghe qua còn có ông của chú anh chị này đâu này có đây là căn nhà kho đây như được cái kho ấy nè. Đây qua bển nè, bên bển có cái tường đá qua đây chỉ cho rõ hơn này trúng đào quá đây nha. Đó có hàng rào rồi. Đi qua đó, đó đi theo mấy đó đó, bọc vào mấy mình đó nha, mấy mình đó đó, hết cái mấy gạch đó, xi măng đó, rồi qua bên cái chòi đó đó, nha, bọc đằng trước nha, bọc vào bụi tre bên đó. Với mặt tiền sông hậu là, mặt tiền sông hậu là 150 m, thì 150 m. Lộ hiện tại là lộ chúng ta vô tới miếng đất này thực là lộ 1.5 m ha. Miếng đất cũng có trồng số cây ăn trái cơ bản rồi cho chính thì như mít rồi nhãn này kia, mít nhãn xoài có ha. Rồi qua cái cao bên kia, cái cao này hơi lớn, ao này khoảng 7-8 ngàn m² nha. Bên kia là khoảng 10 ngàn á, ao bên kia lớn hơn, rất là mát luôn. Rồi báo giá hiện tại miếng này đây cao bán với giá là 500 triệu cho 1.000 m² ha. Thank you.
hai nha. Bên này cũng vậy, đụng bờ dừa hay có chính trị. Rồi mình sẽ nhắc lại thông tin báo giá lần nữa mình kết thúc video ha. Tại vị trí này là thuộc cầu Phú Nậm, thị xã Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng. Thì với mặt tổng diện tích nó là 19.000, thì 19.000 mét vuông. Với mặt tiền sông Hậu là 155 m. Đấy, có hai cái ao lớn chiếm 80% đất, nó có 1.200 mét đất thổ cư. Còn lại là cái lô năm đất hiện tại trồng một số cây ăn trái như mít, xoài, rồi mặn. Rồi thì giá hiện tại ở chủ đang giao bán thì 500 triệu. Giá chủ đang giao bán miếng này hiện tại là 500 triệu trên 1.000 mét vuông ha. Anh chị nào đang có nhu cầu mua miếng này hoặc ký gửi nhà đất xem bán thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0849979368 của chú anh chị. Rồi em cảm ơn của chú anh chị rất nhiều.